đồ nữa cô chú ơi. Ôi, đồ nữa nè cô chú. Ôi. Dạ, Hương Nguyệt tán chào bà cô chú anh chị bảnh kênh nha. Cô chú ơi, giấc này Hương Nguyệt đi thăm mấy cái con trai ở sông cô chú ơi. Hồi trưa thấy mấy đứa nhỏ câu quá trời dính cá mè dinh luôn cô chú. Câu phía sông là dính cá mè dinh nó cá cóc quá trời luôn. Cho nên là Thu Nguyệt không có cần câu, tại cần câu của Hương Nguyệt nó bị gãy vậy cô chú. Cho nên là còn mấy câu chai á, thì mấy cái con chai là mấy cái chai nước mà nhà Hương Nguyệt uống á. Nhưng mà để lại cô chú, để lại tái sử dụng á, mình không có giục đi á. Mình làm mấy câu chai, mình đi để mấy dưới sông nè cô chú, mình đi câu cá á. Đó, mình về mình bơ đi làm mấy cái bụi ở ngoài kia, tại vì cá lớn nó sẽ nằm ở ngoài cô chú, ngoài nhiều cho nên là mình để ở ngoài. Thì bây giờ Huỳnh sẽ đi thăm nha, nãy giờ cũng mấy tiếng đồng hồ cô chú ơi, để Huỳnh phận và cô chú anh chị bạn cùng đón xem nha. Tại vì á, lúc mà vừa thả câu chai xong cô chú, cái mưa tới giấc này luôn á. Còn bây giờ thì giấc này đỡ mưa, chẳng còn mưa nhưng mà mưa lâm râm cô chú nè. Ở dưới sông bây giờ nước đang nhiễu hột luôn nè. Giờ Huỳnh sẽ đi thăm nha, mời bà cô chú anh chị bạn cùng đón xem nha. Nước cái này chảy xuống mà nhưng mà mình bơ nó không có nặng cô chú. Mình để ở ngoài bề bề mấy cái đáo lục bình nè, coi thử cái mè dinh thường thường nó ở nó nhiều cô chú. Mấy ông nhỏ câu quá trời cá luôn, mình cũng làm dính cá nè cô chú ơi, nhưng mà nó lỏng rồi, nó bị dính, nó bị mắc cái cây á cô chú. Quấn đâu muốn nè, trời ơi. Ôi, cá mè dinh nè cô chú, cá mè dinh cái rảnh gì không biết nữa mà nó bị mắc cái cây rồi nè, nhưng mà nó chẳng còn to, nó chẳng còn ăn được cô chú ơi nè, nó còn cứng á, nó không bị mềm á cô chú. Ổn quá à, phải đi thăm sớm rồi đó, còn sống rồi. Ê, bơi vô đây. Ôi mưa á, mày mưa lâm râm lạnh quá. Cái này mình đôi khi mình đem xuống vụ hai với mình thả thì những cái chê hết rồi. Ê, mới có cá kìa. Nó mà không biết dính cái gì thôi. Ủa, trời ơi, con cá rô nè. Ủa, con cá rô nó bị cua kẹp hay gì cô chú, cái đuôi nè. Quá trời bự luôn cô chú ơi. Mà nó bị cua kẹp hay sao? Cái đuôi nó bị xước một miếng rồi nè. Hay là nó dính vô nó nè. Đó, mình háo cá xong rồi mình sẽ bỏ vô đây. Để lần sau mình đi thăm câu cái gì, mình đi thả câu nữa, mình không bị gói cô chú. Với lại đỡ kiếm lưỡi nữa. Mưa xong rồi cái mũi. Mưa xuống cái mũi nó đi ra, nó đi ra chích. Bây giờ phải bơ qua sông cô chú ơi. Bên sông có cái mũi này rất là im luôn á. Thôi mưa thì nó đỡ hơn nắng cô chú. Nhưng mà mưa lâm râm này dễ bị cảm lắm luôn á. Sao mà nó đi dữ vậy ta? Rồi
ở đây nó ghẻ mọi của Huệ hết luôn rồi. Trời ơi, cái bụi đó im quá trời luôn. Ở dưới sông thì rác hơi nhiều cô chú. Đi lại bụi tre thôi. Không, ở trong đó cá cũng nhiều cô chú, cá rô nhiều. Nhưng mà mũi lắm luôn, không có vô hết. Bung ra ngoài đi. Hả? Để bơi bung ra ngoài để cho nó ủi không có nước đang chảy. Cá thay da dịp dịp. Không biết nữa. Trời ơi, nó trôi, nó trôi nè. Nước nó trôi xuống rồi chú. Trôi mạnh quá. Ui, ui. À, nó bị quýnh, nó bị dính cái này nè. Cái rô nữa cô chú ơi. Ôi. Cứng vậy. Đây cô chú ơi. Wow, vàng ôm luôn. Thêm một em cái rô nữa, quá trời bự. Văng đầy đầu luôn. Mà đã quá đã. Sao thấy mấy đứa câu dính cái mà dính quá trời luôn. Sao mình câu dính cái mà dính, mình dính cái rô không trời. Đó, được con cá mà dính hết. Ngủm rồi. Mình ngủm rồi. Thường thường cá mà dính đó cô chú. Mình câu xong mình đem lên bờ là mình phải có máy oxy á. Mình chạy oxy nước cho nó mới sống được. Còn đem lên bờ là một hồi á, nước cái tích nó cũng ngủm mất tiêu. Giờ mình quay ngược về bên sông của mình. Luôn hoàn đặt trong tròn luôn cô chú. Đây đặt cái trong trà tao luôn trời. Chị nó mới có cá trời. Sao mà đặt cái bên chứ mình nên đâu đặt trong đâu. Rô nữa nè cô chú. Ôi. Ôi cái này sắp sức rồi nè. Cái này nó dính con miếng chút xíu rồi cô chú. Nè. Gỡ nhẹ ra sức luôn nè cô chú. Trời. Cái này mà để thêm tầm 5-10 phút là liền đi mất tiêu cái rô bự luôn cô chú. Sao bị dính cái rô không mà ta. Không vô cá lóc cá chê gì hết trơn vậy. Còn một cái chai đây là một chai cuối cùng rồi cô chú. Đây không có bụi nhiều, không có đặc đó. Rồi. Cá ăn hết rồi, cái lưỡi nó văng lên bờ luôn kìa trời. Đeo lần tiên luôn kìa. Hay là nó giật cái nó văng lên ta. Mình nghĩ là nó dính đó cô chú, nó dính cá xong rồi nó bị văng lên luôn nè. Nó bị giột á. Cái này dính thì mèo em cái rô là quá ngon rồi. Mà nó bị giột hết vậy. Quả là cô chú ơi, dính được ba em cái rô và má luôn nè. Wow. Thêm một em cá mây dinh nữa nhưng mà nãy bị gẫm á cô chú. Ủa à. Tại cái này mà nó còn sống nữa. Nó còn sống thì nó ngon hơn. Nó gẫm thì nó không còn đủ tươi nữa cô chú. Rồi, cá rô này á đi lên nó nấu canh chua ăn cô chú ơi. Mấy ngày nay cũng chưa có ăn canh chua muốn á.
hôm bữa hái rau muống còn cô chú, cho nên là lên lên chắc lặt mới rau muống ra nấu canh chua cá rô nữa. Thôi giờ người sẽ đi lên nha, tại vì mưa tới rồi, mưa lớn rồi nè cô chú ơi. Hồi nãy thì mưa lâm râm, bây giờ thì mưa nặng hạt rồi, giờ mình sẽ đi tắm, tắm lên rồi ăn cơm cô chú ơi. Thì clip ở đây Huỳnh xin khép lại nha. Huỳnh cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video. Cả nhà cho Huỳnh xin được like, liên kiến nha. Thì hẹn ông bà cô chú anh chị bạn lúc sau. Xin chào.